Rồi, xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến với tập 3 của lộ trình học tiếng Anh từ con số 0. Nếu như bạn nào mà vẫn chưa xem tập 1, tập 2 thì chúng ta nhớ tìm và xem lại tập 1, tập 2 nhé. Thì tập 3 này cũng là tập vô cùng quan trọng. Nếu như các bạn là những người mới bắt đầu thì các bạn cho dù video clip có dài đến mấy thì các bạn cũng hãy cố gắng xem cho bằng hết nhé các bạn nhé. Thì thông qua cái việc xem thì các bạn có thể hiểu rõ từ gốc đến rễ luôn. Thì sau này khi mà vào những cái tập 3, tập 4, tập 5 thì các bạn sẽ dễ dàng để hiểu hiểu bài hơn nhé các bạn nhé. Nên là các bạn cố gắng là chú ý giúp mình ha. Rồi, vậy thì tập 3 thì này thì mình sẽ tập trung vào 4 chủ điểm. Thứ nhất đó chính là đại từ nhân xưng, thứ hai là tính từ sở hữu, thứ ba là đại từ chỉ định và thứ tư là những cái bài tập cho các bạn, đúng không ạ? Các bạn lưu ý mặc dù nghe thì có vẻ dễ đấy, nhưng mà trên thực tế nó rất quan trọng trong cái khi mà các bạn học giao tiếp á, thì các bạn nhất định phải hiểu rõ những cái này, đúng không ạ? Phải hiểu rõ thì mình mới có thể mà ứng dụng được nha các bạn nhé. Nên các bạn hãy cứ cố gắng tập trung, mình sẽ hướng dẫn thật là kỹ, thật là chậm cho các bạn để các bạn có thể hiểu rõ nha. Rồi, thứ nhất là chúng ta qua đại từ nhân xưng, đúng không ạ? Thì ở đây các chủ ngữ này thì các bạn cố gắng ghi lại trong vở giúp mình nha. I nè, you, we, they, he, she, it, đúng không ạ? Cố gắng lưu lại giúp mình. I có nghĩa là tôi, you là bạn, we là chúng ta, they là họ, he là anh ấy, she là cô ấy, it là nó, đúng không ạ? Đây là các đại từ mà các bạn cần phải nhớ nhé các bạn nhé. Rồi, cái thứ hai là tính từ sở hữu. I là tôi, vậy thì của tôi là sao? Của tôi là my, đúng không ạ? You là bạn, của bạn là sao? Của bạn là your, đúng không ạ? We là chúng ta, thì của chúng ta thì sao? Our, mình ghi như vậy cho các bạn dễ nhớ nhá. They là họ, thì của họ là sao? Their, their, đúng không ạ? He là anh ấy, và của anh ấy sẽ là his, his, đúng không ạ? She là cô ấy, của cô, she là cô ấy, còn her là của cô ấy. It là nó, vậy còn is là của nó. Nhưng ở đây có một cái lưu ý nha các bạn nha. Thì ngày xưa thì mình nhầm giữa cái chữ is này, cái từ này nè, đúng không ạ? Cái chữ is này là của nó nè, đúng không ạ? Nhưng mà có dấu phẩy s, có dấu phẩy s thì nó mang ý nghĩa khác. Một là it is, thứ hai là it has nha các bạn nha. Nên các bạn phải phân biệt giúp mình nha. Không có dấu phẩy thì mới mang ý nghĩa là của nó, còn có dấu phẩy thì tùy vào ngữ cảnh mà chúng ta sẽ hiểu là it is hay là it has, đúng không ạ? Đó, các bạn lưu ý giúp mình nha. Nhớ là phải thuộc lầu cái này luôn giúp mình. Tại vì sao phải thuộc lầu? Khi bạn đặt câu đúng không? Bạn nói là ê, chúng ta đi chơi nào? Thì các bạn phải dùng chữ we, đúng không? Ồ, ba mẹ của chúng ta như thế nào đó? Thì các bạn phải nói là gì đây? Our gì đây? Our parents. Các bạn hiểu không ạ? Hay là ồ, bạn gái của anh ấy thì như thế nào? Thì his girlfriend, đúng không ạ? Đó, nếu mà các bạn không biết những cái này thì sao mà các bạn gọi tên những người đó để mà chúng ta giao tiếp được, đúng không ạ? Nên phải nhớ luôn, khi nào phải nhớ các từ này: I, you, we, they, he, she, it. Rồi các bạn suy ra, đúng không ạ? I là my, you là your, đúng không ạ? Các bạn chưa, tức là các bạn có thể lấy một cuốn vở ra ghi chép lại những cái này giúp mình ha. Nhớ nhá, phải học thuộc những cái chủ ngữ này, bắt buộc phải thuộc luôn đấy, đúng không ạ? Rồi, mình tiếp theo nhá, thì chúng ta đi qua đến đại từ chỉ định. Rồi đại từ chỉ định là this, that, these và those, đúng không ạ? This, that mang nghĩa là, mình giải thích một chút xíu nha. This là cái này, còn that là cái kia, đúng không ạ? Ví dụ như bạn đứng ở đây, bạn thấy một cái bàn thì bạn nói dùng chữ this, đúng không? Nhưng mà bạn đang thấy một cái bàn ở đằng xa thì các bạn dùng là that, đúng không ạ? Đơn giản vậy thôi. Hay là ví dụ như là cái máy, các bạn nhìn thấy một cái máy bay đi, cái máy bay mà bạn đang đứng, đứng cạnh máy bay thì bạn nói là đây cái máy bay này nè như thế nào đó thì các bạn dùng this, đúng không? Nhưng mà khi mà các bạn nhìn từ xa hoặc là các bạn nhìn lên trên trời thấy cái máy bay đang bay thì các bạn dùng là that, đúng không ạ? Kiểu như vậy nha. This là cái này, còn that là cái kia, còn this và these, this là cái này, còn these là những cái này, đúng không ạ? Tức là số nhiều của this, đúng không ạ? Ví dụ như các bạn thấy là một cái máy bay thì các bạn dùng this, nhưng mà hai cái máy bay trở lên thì các bạn dùng these, đúng không ạ? Vậy thôi, đơn giản thôi. Một cái bàn cũng là dùng this, nhưng mà hai cái bàn trở lên thì dùng these, đúng không ạ? Còn that thì là cái kia, thì those là những cái kia, đúng không ạ? Hay là that là cái đó, hay là those thì là những cái đó nhé các bạn nhé. Thì cái này là số ít và số nhiều thôi, số ít và số nhiều thôi, đúng không ạ? This và these, rồi that và those. Các bạn nhớ nhá, mình nhắc lại một lần nữa: this là cái này, còn that là cái kia, đúng không ạ? Rồi, các bạn yên tâm là khi chút nữa sẽ có những cái ví dụ cho các bạn dễ hiểu những cái này ha. Rồi, cái mà mình muốn cho các bạn hiểu hơn, tức là khi mà mới bắt đầu học tiếng Anh thì mình không hiểu những cái này, cứ nói ngồi thứ nhất, ngồi thứ hai là gì mình cũng chả hiểu, đúng không ạ?
nhưng mà các bạn là những người mới bắt đầu học thì nhất định phải hiểu, đúng không ạ? Tại vì khi mà đọc một số tài liệu thì người ta cứ nói là số ít số nhiều rồi ngôi thứ nhất ngôi thứ hai vân vân, thì mình giải thích luôn cho các bạn trong video clip ngày hôm nay nhá. Ví dụ như I và and we, đúng không? Tôi hoặc là chúng tôi là ngôi thứ nhất. Người nói là sao? Ví dụ như I là tôi, đúng không? Tôi muốn học tiếng Anh thì tôi là người nói, đúng không ạ? Chúng tôi là bạn với một ai đó, mấy người đứng cạnh nhau chẳng hạn. Xong các bạn nói là chúng tôi thì chúng tôi là những người nói, đúng không ạ? Là người nói nhé các bạn nhá. Thì ở đây gọi là ngôi thứ nhất, đúng không ạ? Còn ngôi thứ hai nghĩa là sao? Ngôi thứ hai nghĩa là người nghe, tức là bạn nói chuyện với ai đó thì bạn sẽ là người nói, còn người nghe là người đối diện các bạn đó. Các bạn nói là you, bạn ơi như thế nào đó, bạn ơi mua cho tôi một chiếc ô tô nha, hay là bạn ơi đến đây chơi với tôi đi. Thì người nghe tức là người mà đối diện với bạn hay là người mà bạn đang nói chuyện với, thì cái đó là ngôi thứ hai và nó là người nghe nha các bạn nha, đúng không ạ? Còn ngôi thứ ba thì là sao, đúng không ạ? Ngôi thứ ba có nghĩa rằng là trong một cuộc hội thoại có người nói, ví dụ như mình nói các bạn nghe, đúng không ạ? Thì các bạn là người nghe, còn mình là người nói. Nhưng khi mà trong khi mình với các bạn đang nói, mình đề cập đến một cái máy tính thì cái máy tính sẽ là ngôi thứ ba. Hay là mình đề cập đến người bạn thân của mình thì người bạn của bản thân của mình là ngôi thứ ba, thì trong tiếng Anh gọi là ngôi thứ ba. Còn nếu mà là nói về một cái thì là ngôi thứ ba số ít, còn nói về hai cái trở lên thì gọi là ngôi thứ ba số nhiều, đúng không ạ? Thì ngôi thứ ba thì có thể là người hoặc là có thể là vật. Mình đang nói chuyện với bạn, mình kể về Tổng thống Donald Trump, đúng không? Thì Tổng thống Donald Trump là người, đúng không? Là người mà ngôi đây gọi là ngôi ba số ít, đúng không ạ? Nhưng mình đang nói chuyện với bạn, mình nói về những cái bài học của mình, những bài học của mình, hay là mình nói với, cho các bạn là mình mới mua một vài căn nhà, đúng không? Thì đó là số nhiều, thì người ta hiểu là ngôi ba số nhiều, đúng không ạ? Đó, thì số ít thì các đại từ tiêu biểu là he, she và it. Ngoài ra còn các đại từ khác mà đại diện cho những cái từ này nữa, đúng không ạ? Cái từ này đại diện cho các từ khác, đúng không ạ? Rồi, vậy thì ngôi thứ ba số nhiều thì giống như mới nãy mình đã nói rồi. Thì khi nào mà mình nhắc đến nhiều người, nhắc đến họ nè, những bác sĩ đó nè, những cô y tá đó nè, hay những người bạn đó nè, đó thì là những tức là nhiều, nhiều thì gọi là số nhiều nhé các bạn nhé. Thì ở đây gọi là ngôi ba. Các bạn nhớ nha, các bạn phải nhớ rõ ràng là ngôi thứ nhất là ai, là người nói. Ngôi thứ hai là ai, là người nghe. Và ngôi thứ ba là người nói, tức là người hoặc là vật được nhắc tới trong cái cuộc hội thoại của các bạn nha. Rồi, chúng ta tiếp tục qua những câu ví dụ nha các bạn nha. Các bạn nãy giờ mình có đi có nhanh nha, có không? Nhớ là các tính từ sở hữu và các đại từ này thì các bạn phải nhớ cho rõ ràng, nhớ giúp mình ha. Rồi, đây là những đại từ chỉ định. Rồi các bạn cũng lưu ý giúp mình cái nào số ít, cái nào số nhiều, cái nào nói về những vật chỉ ở gần, cái nào nói về những vật chỉ ở xa, đúng không ạ? Và thứ các ngôi, ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba là gì nha các bạn nha. Rồi, chúng ta qua các câu ví dụ. Tại sao mình lại muốn các bạn xác định những cái này? Ở đây mình tạm gọi là xác định chủ ngữ nhé các bạn nhé. Ví dụ như khi mà đặt câu ấy, các bạn nói cô ấy rất thông minh, thì mình có câu sau, đúng không? She is so clever, đúng không? Nhưng mà khi mà mình đổi cái chủ ngữ thôi, Lan. Khi mà mình muốn nói là Lan, Lan is so clever, thì chẳng qua cái chữ Lan này thì cái chữ she này đại diện cho là cô ấy thôi, mà Lan là một người nữ thì là cũng là cô ấy, kiểu như vậy đó. Nhưng mà nếu mà mình không xác định được cái chủ ngữ thì đôi khi là đặt câu nó dẫn đến là nó khó cho các bạn. Nói là Lan là ngôi số ít mà các bạn phải chia động từ này rồi chia động từ kia đi, đúng không? Tại sao lại là số ít? Mà trong khi các bạn học thì các bạn nghĩ rằng là he, she, it với là số ít thôi. Nhưng mà trên thực tế he, she, it là những cái từ đại diện cho các chủ ngữ, đúng không? Cho các chủ ngữ khác. She thì những cô ấy, tức bà này, bà kia, hay là cô ca sĩ này, cô ca sĩ kia thì là she, đúng không? Nhưng mà còn anh ấy thì anh này, anh kia, rồi vân vân, đúng không ạ? It là cái này, cái kia, cái này, cái điện thoại này, cái bình nước này thì cũng là it mà thôi. Thì it nó đại diện cho các chủ ngữ đó nha các bạn nhé. Nên rõ ràng là các bạn phải xác định giúp mình cái chủ ngữ. Tại sao thì những cái bài tiếp theo thì các bạn sẽ hiểu rõ. Nhưng hôm nay các bạn nhớ nha, nó rất là quan trọng. Mình phải xác định chủ ngữ. Khi mình đặt một câu là phải xác định chủ ngữ đầu tiên. Ví dụ như câu tiếp theo nè, các bạn thấy không? Ở đây mình dùng là we, là chúng tôi, đúng không? Nhưng mà câu bên dưới thì mình lại dùng là Lan and Tuấn. Vậy thì Lan and Tuấn là hai người rồi, các bạn cũng phải hiểu đây chính là chủ ngữ số nhiều, đúng không ạ? Lan và Tuấn là mấy người? Là hai người, là chủ ngữ số nhiều. Tại sao lại vậy? Thì tại sao lại vậy thì hôm sau khi mà đặt câu thì các bạn sẽ hiểu là chúng ta cần phải xác định được chủ ngữ số ít hay số nhiều để chúng ta chia động từ cho chính xác, đúng không ạ? Thì we là đại diện cho những chủ ngữ số nhiều mà thôi, đúng không ạ?
Cũng tương tự như vậy, các bạn thấy ở đây này có hai câu nhá, mình ghi liền đi ra, mình phải enter xuống. Thì ở đây có câu đầu tiên là the shop đúng không? Đây là số ít. Nhưng mà số ít các bạn thấy chữ open này không? Open này thêm s đúng không? Nhưng mà ở câu thứ hai là the shops thì có số nhiều. Số nhiều chữ open này mình không thêm s, nên rõ ràng là khi mà mình đặt câu thì mình phải biết số ít với số nhiều đúng không ạ? Nên đó là lý do mà các bạn cần phải xác định chủ ngữ. Luôn luôn xác định chủ ngữ, việc đầu tiên là phải xác định chủ ngữ. Các bạn đang nói tới ai, đang nói tới vật gì, hay là cái bài viết này đang nói tới ai, đang nói đến vật gì, hay là những cái điều gì, thì các bạn phải xác định cho mình cái chủ ngữ nha các bạn nha. Rồi, chúng ta qua phần tiếp theo, đó chính là về cho chủ ngữ thì có chủ ngữ số ít và chủ ngữ số nhiều rồi. Thì ở đây mình có câu ví dụ về the people, tức là những người hoặc là nhiều người, đúng không ạ? Những người mà tôi gặp. Đó. Thì nhưng mà person thì lại là số ít của chữ people. Các bạn để ý không? À, vậy thì có cái chủ ngữ số ít và chủ ngữ số nhiều, nhưng mà nó lại không có chia bằng thêm s hoặc thêm hoặc hay là thêm is gì cả, đúng không? Thì nó có từ riêng biệt luôn. Nên đòi hỏi là các bạn cần phải học thuộc những từ này, nên cũng phải biết để mà chúng ta xác định chủ ngữ nữa. Nếu chúng ta không biết xác định chủ ngữ, sau này vô đặt câu hay là vô làm bài các bạn cũng rất là khó, nên các bạn phải xác định giúp mình nha. Ở đây mình chỉ lấy một ví dụ là people với person cho các bạn hiểu thôi, đúng không ạ? Hay là một cái chủ ngữ khác đặc biệt hơn, đó chính là ví dụ ở đây các bạn bình thường nói là ba của tôi là Tuấn đúng không, ba của ba tôi đúng không, thì ví dụ Tuấn là một người đàn ông đúng không, là he là anh ấy thôi. Nhưng mà tự dưng khi đưa cái tính từ sở vô thì các bạn mình thấy là những bạn mới bắt đầu học á, thì bắt đầu không, tức là hơi khó để mà xác định chủ ngữ số ít hay chủ ngữ số nhiều. Thì các bạn nhớ nè, khi mà mình đưa chữ my vào đây, my dad thì là một người, ba của tôi là một người, thì mình thì gì đây, thì mình hiểu nó là số ít nha các bạn nha. Nhưng mà ví dụ như mình nói là our dads, tức là ba của chúng tôi, ví dụ như là mình đang ở một lớp học, mỗi người nói là chúng, mỗi người thì có mỗi những người ba khác nhau đúng không, ba của họ đó. Nhưng mà ví dụ mình đưa thêm cái chữ ba thì nó ví dụ như là do bạn bè của họ đi đúng không, their friends, thì là bạn bè của họ, tức là những người bạn, mình thêm chữ s vào chữ friends đó đúng không ạ, thì đó là chủ ngữ số nhiều đúng không ạ. Nhưng mà ví dụ như mình chỉ nói là their friend hoặc là their father nhưng mà mình không có thêm s thì các bạn hiểu là chủ ngữ số ít đúng không ạ. Nên phụ thuộc vào cái danh từ đằng sau mà mình xác định là chủ ngữ số nhiều hay số ít. Chẳng hạn như ở đây thì mình nói là my dad thì là chủ ngữ số ít đúng không, nhưng ví dụ mình nói là my students, mình thêm chữ s sau chữ students thì lại là gì đây, tức là chủ ngữ số nhiều nha các bạn nhé. Thì số ít thì chúng ta không thêm gì cả, còn số nhiều thì chúng ta thêm s, hoặc là số ít thì là chữ person, số nhiều thì là people. Đây là những cái trường hợp mà các bạn phải nhớ là chủ ngữ là số, tức là số nhiều và số ít nha các bạn nhé, đúng không ạ? Đó. Rồi, ok, qua các ví dụ tiếp theo nha. Ví dụ tiếp theo là mình đang giải thích cho cái từ it is đúng không, it is hoặc là và this that đúng không ạ. Ở đây các bạn để ý nè, nếu như câu này dấu phẩy s, các bạn hiểu là gì của nó có được không? À, giống như mấy bạn mình nói là không phải chữ it mà không có chữ s á, không có dấu phẩy này nè, thì mới là của nó. Còn có dấu phẩy này thì nó mang ý nghĩa khác. Trong trường hợp này nó mang ý nghĩa là it is đúng không ạ, it is my turn to do it đúng không ạ. Các bạn lưu ý nha, ở đây trong trường hợp bên dưới này thì là it has been nha các bạn nhé. Các bạn lưu ý với mình. Còn mà không có dấu phẩy này nè, không có dấu phẩy này nè, thì chúng ta mới hiểu là của nó nha các bạn nhé. Nên rõ ràng các bạn phải nhớ cái lưu ý này giúp mình. Những bạn mới học thì thường hay bị nhầm. Tất nhiên là các bạn học sau một thời gian thì sẽ khó nhầm đúng không ạ. Rồi, tiếp tục. Câu tiếp theo, các bạn để ý nè. This book. À, chứ các bạn thấy chữ this là các bạn biết là đằng sau là phải là số ít rồi. This là cái này chứ không phải là cái này, nên là số ít đúng không ạ. Cứ dùng this là các bạn đi biết là số ít. Nhưng cứ dùng chữ these hoặc là those thì các bạn biết đó là số nhiều đúng không ạ. Số nhiều nếu như giống như chữ people thì các bạn không cần phải thêm gì cả, nhưng đối với những danh từ mà đếm được á mà phải thêm s á thì các bạn thêm vào thôi đúng không, these books nha. Các bạn lưu ý cho mình, cứ có this và that thì các bạn hiểu đó là số ít đúng không ạ, còn these và those thì các bạn biết đó là số nhiều đúng không ạ. Hay là một chủ ngữ dài hơn đi chăng nữa đúng không, ở đây là that dress of hers đúng không ạ, tức là cái đầm đúng không. Vậy thì cái đầm này thì là các bạn thấy nè, that, thấy cái that thì các bạn biết nó là số ít đúng không ạ, cái đầm của cô ấy kiểu như vậy đúng không ạ, thì nó là số ít nha các bạn nhé. Rồi, nhưng mà ở đây các bạn thấy không, chữ those
Khi nằm thấy chữ those thì các bạn biết đó là số nhiều, đúng không ạ? Vậy thì mình nhắc lại một lần nữa nha. Số ít á, thì bình thường á, thì số ít, ví dụ như một quyển sách thì mình nói là a book, hai quyển sách thì mình sẽ nói là two books, nhưng mà ba quyển sách trở lên thì mình sẽ nói là books, hoặc là three books, hay là 100 quyển sách, vân vân, đúng không ạ? Còn một số cái chủ ngữ gọi là cái số ít và số nhiều đặc biệt nữa thì nó có số nhiều riêng với số ít riêng. Ví dụ như là child hay là children, child là số ít, children là số nhiều, đúng không ạ? Còn people là số nhiều, còn person thì lại là số ít nhé các bạn nhé. Các bạn lưu ý giúp mình ha. Rồi, ở đây mình có một, trước khi mình vào bài tập á thì mình nhắc lại cho các bạn một lần nữa nha. Các bạn lưu ý là phải học thuộc hết những chủ ngữ này cho mình, phải thuộc luôn. I, you, we, they, he, she, it, đúng không ạ? Và phải hiểu nó là ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba hay gì đó, đúng không ạ? Và cái thứ ba là phải phân biệt cái chữ it này với chữ is, với chữ is mà có dấu phẩy này nha. Cái chữ is này nè, với chữ có dấu phẩy, một cái không có dấu phẩy giúp mình. Và học thuộc cái những cái này. Nếu không học thuộc thì đôi khi lúc đặt câu mình cũng chả biết là mình lôi cái người nào vào, hơi lôi cái vật nào để mà nói cả, được, hoặc là cũng không hiểu nha các bạn nha. Rồi cái thứ hai, những cái từ đại từ chỉ định này cũng phải học thuộc luôn, nhất định phải thuộc nha bạn nha. This, that, these và those, đúng không ạ? Rồi tiếp tục, cái thứ ba thì các bạn lưu ý là cho dù câu nó biến dạng như thế nào thì các bạn cũng phải xác định chủ ngữ để các bạn biết được số ít và số nhiều giúp mình ha. Rồi, ok, vậy đi. Ở đây mình có cái bài tập này. Bạn lưu ý, bài tập này là bài tập mình chuẩn bị sẵn cho các bạn, nên các bạn phải làm. Làm bằng cách là bình luận xuống dưới video clip này, rồi các bạn xem cái, các bạn lọc ra đâu là chủ ngữ số ít, đâu là chủ ngữ số nhiều ra giúp mình nha, đúng không ạ? Nhưng bài này các bạn đừng có nghĩ rằng nó dễ nha, mình chắc chắn luôn là nó không dễ với các bạn đâu. Các bạn thử làm xem có làm được hết hay không, đúng được 100% hay không nha. Ở đây thì có hai phần bài tập. Bài tập thứ nhất là homework số 1 nè, đúng không ạ? Thì ở đây mình đưa cho bạn các chủ ngữ này, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì các bạn sẽ phân biệt xem cái nào là số ít, cái nào là số nhiều, đúng không ạ? Đó, đây là bài tập số 1 nha. Mình để 5 giây cho các bạn nhìn xem, 10 giây đi ha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ qua bài tập số 2. Bài tập số 1 thì dễ hơn, nhưng bài tập số 2 thì sẽ là khó hơn. Để cho mình, đây, mình qua lên cho các bạn xem nè. Đấy, bài tập số 2, chủ ngữ phức tạp hơn. Đó, khi mà các bạn nhìn vô các chủ ngữ này đi, các bạn phải xác định được đâu là số ít, đâu là số nhiều. À, các bạn thấy không? Đó là lý do mà các bạn phải xác định được chủ ngữ. Nếu không xác định được chủ ngữ thì khi mà vào đặt câu hay khi vào làm bài tập thì nó nhiều vấn đề xảy ra lắm. Đó, các bạn đừng có khinh thường nha. Phải hiểu rõ ràng giúp mình. Cứ càng hiểu rõ thì sau này các bạn đặt câu càng nhanh, đúng không ạ? Đó, thì mình mong rằng là thông qua video clip này thì các bạn cũng có thể xác định được cái chủ ngữ nha, xác định được cái những cái đại từ, đâu là số ít, đâu là số nhiều. Rồi qua đó cũng hiểu, học thuộc luôn các tính từ sở hữu giúp mình. My, you, hay là my, your, our, there, vân vân, đúng không ạ? Rồi cái thứ ba là phải nhớ được các đại từ chỉ định giúp mình nha. Đại từ chỉ định, không bao giờ được chủ quan về việc xác định chủ ngữ trước khi đặt câu. Giả sử khi mà các bạn muốn đặt câu gì đó thì các bạn cần phải, chắc chắn là phải dùng chủ ngữ rồi, đúng không? Đó, tôi làm gì, họ làm gì, những cái đó thì như thế nào, những cái này thì ra làm sao, đó, đúng không ạ? Thì mong rằng là video clip này sẽ hữu ích cho các bạn. Rồi các bạn chờ đợi cái tập tiếp theo của mình nhé. Nếu có gì thắc mắc hay là khó hiểu thì các bạn hãy cứ mạnh dạn bình luận hỏi ở bên dưới thì mình sẽ trả lời cho các bạn nhé. Các bạn cố gắng là làm hai bài tập này rồi bình luận bên phía dưới giúp mình nhé. Rồi, chào các bạn.